Thưa quý vị, từ tối 18 tháng 5 năm 2023, dư luận cả nước xôn xao việc ông Nguyễn Văn Vịnh là nguyên bí thư tỉnh ủy, cựu bí thư ban cán sự đảng, cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai bị công an tỉnh này khởi tố bắt giam. Bên cạnh đó, thông tin từ công an tỉnh Lào Cai cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam đối với ông Doãn Văn Hưởng là cựu phó bí thư tỉnh ủy, cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai và ông Ngô Đức Hoàng, cán bộ thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường. Cả ba ông Nguyễn Văn Vịnh, Doãn Văn Hưởng và Ngô Đức Hoàng đều bị khởi tố để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Đây là diễn biến tố tụng mới nhất trong vụ án khai thác trái phép hàng triệu tấn quặng xảy ra tại địa bàn tỉnh Lào Cai. Trước đó, hàng loạt bị can đã bị khởi tố. Các bị can đã bị khởi tố trước đó trong vụ án khai thác trái phép hàng triệu tấn quặng xảy ra tại địa bàn tỉnh Lào Cai gồm Nguyễn Thanh Dương và Lê Ngọc Hưng là hai cựu phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai. Nguyễn Mạnh Thừa, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại Lilama, Nguyễn Ngọc Bích, cựu chủ tịch hội đồng thành viên công ty Apatit Việt Nam. Theo bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành hồi tháng 8 năm 2022 thì vào năm 2009, công ty Lilama được Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai cấp giấy chứng nhận để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khách sạn, nhà hàng tại thôn 2, xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai thuộc tỉnh Lào Cai trên phần diện tích đất rộng 3,77 ha. Quá trình san gạt do phát hiện quặng apatit nên các sở ban ngành Lào Cai vào cuộc khảo sát thực địa xác định một phần diện tích của dự án trùng với khai trường số 18 thuộc quy hoạch quặng apatit. Vì vậy, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai quyết định thu hồi giấy chứng nhận đầu tư đối với công ty Lilama, giao diện tích đất 3,77 ha cho công ty Apatit Việt Nam quản lý sử dụng. Tháng 4 năm 2012, từ đề xuất của công ty Apatit Việt Nam, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai giao công ty này cải tạo mặt bằng khu mỏ. Nếu quá trình cải tạo mà có khoáng sản kèm theo thì được thu hồi vận chuyển để quản lý sử dụng. Công ty Apatit Việt Nam sau đó thuê công ty Lilama khai thác được hơn 167.000 tấn quặng. Tháng 5 năm 2012, ngay trong thời gian đã thực hiện hợp đồng với công ty Apatit Việt Nam, công ty Lilama đã có văn bản gửi Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị giao lại diện tích đất 3,77 ha và cấp lại giấy chứng nhận đầu tư dự án nhà hàng khách sạn. 3 tháng sau, tức vào tháng 8 năm 2012, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành văn bản số 2160 yêu cầu công ty Apatit Việt Nam bàn giao lại khu đất cho công ty Lilama để lập dự án. Quá trình thực hiện nếu còn khoáng sản thì công ty Lilama được tận thu. Từ chủ trương này, công ty Lilama lần lượt được cấp giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy phép xây dựng. Đến tháng 5 năm 2013, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai tiếp tục có văn bản số 1717, nội dung thể hiện nếu kết quả phân tích có phát hiện quặng, kể cả quặng nghèo, giao cho công ty Lilama thu gom, thỏa thuận, thống nhất với công ty Apatit Việt Nam để tập kết quản lý, sử dụng theo quy định pháp luật. Đây cũng là bước đệm cuối cùng giúp công ty Lilama danh chính ngôn thuận khai thác quặng dưới vỏ bọc dự án đầu tư xây dựng nhà hàng khách sạn. Ông Nguyễn Mạnh Thừa, giám đốc công ty Lilama đã chỉ đạo nhân viên thuê các đơn vị khác đưa máy móc vào khu đất để khai thác quặng trái phép. Quặng khai thác được, công ty Lilama bán lại cho công ty Apatit Việt Nam và một số công ty hóa chất. Chỉ trong 2 năm, số quặng apatit mà công ty Lilama khai thác thuê cho công ty Apatit Việt Nam và trực tiếp khai thác lên tới hơn 1,5 triệu tấn, trị giá hơn 610 tỷ đồng. Công ty Lilama thu về hơn 484 tỷ đồng, công ty Apatit Việt Nam cũng hưởng lợi hơn 184 tỷ đồng. Theo cơ quan tố tụng, việc công ty Lilama lợi dụng dự án xây dựng nhà hàng khách sạn để khai thác quặng apatit trên khu đất diện tích 3,77 ha là trái phép, nhưng để sai phạm này có thể xảy ra thì trách nhiệm lớn thuộc về Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai khi cơ quan này ban hành nhiều văn bản trái pháp luật. Kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ cho thấy Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai giới thiệu địa điểm lập dự án 3,77 ha không thuộc quy hoạch sử dụng đất dịch vụ. Ủy ban nhân dân tỉnh này có văn bản chủ trương để chủ đầu tư tận thu, thu gom quặng khi thực hiện dự án xây dựng là vi phạm Điều 65, quy định khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình và Điều 67, quy định về tận thu khoáng sản của Luật Khoáng sản năm 2010. Trách nhiệm này thuộc về Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai phụ trách, Giám đốc Sở Xây dựng Lào Cai và Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Lào Cai giai đoạn 2010-2013. Đây cũng là thời điểm mà ông Nguyễn Văn Vịnh giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai. Còn theo kết luận giám định tư pháp, cả hai văn bản số 2610 và 1717 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đều không phải là giấy phép khai thác khoáng sản, giấy phép tận thu khoáng sản. Tuy nhiên, công ty Lilama đã dựa vào các văn bản này cùng với giấy chứng nhận đầu tư do Ủy ban nhân dân tỉnh cấp để khai thác, tận thu, thu gom, tiêu thụ quặng apatit trên khu đất diện tích 3,77 ha. Đáng chú ý là quá trình điều tra, bị can Nguyễn Mạnh Thừa, giám đốc công ty Lilama khai nhận đã hưởng lợi bất chính số tiền là hơn 177 tỷ đồng từ hành vi khai thác quặng trái phép. Trong số này, bị can Nguyễn Mạnh Thừa có đưa tiền cho một số cán bộ lãnh đạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở ban ngành tỉnh Lào Cai và một số cá nhân là cán bộ Thanh tra Chính phủ.
Liên quan đến các nội dung vừa nêu, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã tách hồ sơ để tiếp tục làm rõ trong vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, mà diễn tiến mới nhất chính là việc khởi tố bắt giam cựu bí thư tỉnh ủy, cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh mà báo Thanh Niên đã đưa tin. Thưa quý vị, ông Nguyễn Văn Vịnh, cựu ủy viên Trung ương Đảng, cựu bí thư tỉnh ủy, nguyên bí thư Ban cán sự Đảng, cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai bị khởi tố và bắt tạm giam chỉ vài ngày sau khi bị kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng tại hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ khóa 13 diễn ra từ ngày 15 đến 17 tháng 5 năm 2023. Những diễn biến mới nhất của vụ án này sẽ được báo Thanh Niên liên tục cập nhật tại địa chỉ thanhniên.vn và trên kênh YouTube báo Thanh Niên. Kính mời quý vị bật nút chuông và đón theo dõi.